con gà nhựa, sản phẩm đồ chơi. Anh đổi không? Có, quay 5 cái rồi anh lại đổi sang đây. 5 cái rồi mới đổi á? Ừ. Giờ cái nào cũng đổi phát. Ừ thì cái nào cũng đổi cũng được. Việc tưởng nhẹ nhưng mà không nhẹ. Hay lên tầng 4 nằm ngủ luôn. Tầng nào anh làm cái gì anh làm? Tầng nào cũng mà đi mỗi chân carbon à. Cái này giống được trước làm lấy một lô cho mấy ông giáp nữa, mấy ông quay trời. Anh quay lấy thứ à? Rồi chắc cứ đưa cả ông đấy rồi ai lấy lấy không biết, nhưng mà anh vẫn đang không hiểu là anh Tuấn bảo là cái gì mà video của mình xong rồi ăn vào kênh ý chứ, để sau theo doanh thu của người đấy. Nhưng mà làm sao mình biết được là cái video đấy của mình là đưa cho ai, nằm ở kênh nào? Chắc phải thông báo thôi là mình là đưa cho ai chứ. Kiểu như là có cố định, đâu. Kiểu như là cố định anh Trường chỉ lấy video của em chẳng hạn. Thế chẳng lẽ kênh của anh Trường sợ lấy của em, sợ lấy của anh nữa, đúng không? Thì thế. Như là trước anh Khải lên theo em nha, xong là còn anh Hùng cũng lấy video của em, còn anh Trường cũng lấy video của em. Nghĩa là trước giờ có mỗi đội VF là có doanh thu nhiều. Là sao? VF có doanh thu nhiều vậy đấy. Ừ. Chia số đội VF là gì? Mày thấy có mỗi đội GF mà nuôi sống nguyên cái công ty này người vào đỉnh cơ não đúng không? Thế luôn này. Ờ. Thế cái đội này nhằm làm gì? Đội này ngồi chơi. Đội này không làm gì đâu. Nên đội GF này nuôi sống công ty mình. Ừ. Chỉ cần biết là ngày trước em từng là một thành viên trong đội đấy. Thôi em bị đá bay lâu rồi. Yên đây cũng cho mẹ đổi lên gì. Em bị chú Phương gọi ra đây vậy. Thế chị Hùng chú Phương gọi đây. Cái hồi thằng Chiến ra là vì thiếu nhân lực. Không phải thiếu. Không phải thiếu mà hai cái con kia nó rửa trứng, nó ngày nào nó cũng rửa trứng. Rửa trứng là rửa gì anh? Ví dụ hôm nay là thứ 6 không? Ừ. Mai là thứ 7. Là hôm nay xong nó sẽ làm kiểu gì, kiểu cứ làm hời hợt xong làm cho xong á. Xong đến ngày mai là ngày cuối cùng để chuẩn bị sang chủ nhật nghỉ đúng không? Là bắt đầu nó sẽ nghĩ anh ơi hôm nay em đau bụng quá cho em nghỉ. Hoặc là anh ơi sáng nay em có việc bận cho em nghỉ á. Ừ. Anh Tiến anh dễ nữa. Xong anh ơi cho em nghỉ buổi sáng nhá. Thì buổi sáng nó nghỉ thì kiểu gì buổi chiều nó không đi nó cũng nghỉ luôn. Mà em thấy là ở đây các sếp là không bao giờ kiểu quan tâm mình là làm cái gì đúng không? Chẳng mấy khi ra kiểu kiểm tra xem là mình làm không, nên là bỏ nó lợi dụng ở đấy nó nghỉ. Xong ông Tiến có mình ông ấy cái suốt ngày cái lên ca lên quay ông chả quay được cái gì à. Xong rồi chú Phương gọi em ra. Sau đó mỗi lần mà quay mini cúp mình là phải chuẩn bị đồ này, đi chợ này, đi ấy. Mà nó đi chợ nguyên buổi sáng. Em quay video
nó... nhìn thấy rồi chứ để mà nó video nó ra được ấy, lâu lắm là cả một cái sau khi em chợ thì ra có đúng đấy, sau em về chuẩn bị đồ đoạn em cũng thấy lâu thật, nhìn thì nó mini thế thôi mà chuẩn bị rất là lâu mất thời gian. Cuộc sống anh Chiến lâu nay ổn không? Anh không nhắn tin không đấy Chiến. Dạ. À đúng rồi, đệ ruột của anh. Ruột của thân luôn. Hai em hay ở thi thoại cà phê. Ừ. Trò chuyện tâm sự với nhau mà. Chỉ có thế là nó rõ. Với anh Tiến thì định đọt. Em mà với mình thì nó cứ đấm mình bùm 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 bùm. Em bụt bật dậy. Lâu nay anh Tiến nào rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Đấy, ngồi nói chuyện thôi là được cái rồi.